Trên màn hình các bạn đang thấy một tấm hình là chụp kiểu, tức là hiệu ứng mắt cá, nó sẽ lồi ra và lõm vào tạo thành những vệt cong ở đây. Nhưng đôi khi chúng ta cần bẻ thẳng lại. Thì bây giờ tôi giới thiệu các bạn một chức năng trong filter giúp bẻ thẳng cái đường cong này. Các bạn vào filter, chọn menu Adaptive YN, bấm vào. Nó sẽ ra một cái bảng, cấu trúc bảng này như sau. Các bạn có thể di chuyển dựa vào cái lệnh này, Move Tool. Bàn tay là để đẩy và cái này để phóng to thu nhỏ. Đây chúng ta cũng có thể nhập các kích thước. Và khi các bạn trỏ chuột vào bất kỳ vị trí nào thì đây có bảng review, phóng to lên thì chúng ta chọn được chính xác. Ngoài ra các bạn có thể scale lớn nhỏ rồi tăng giảm focus length hay group. Nhưng cái quan trọng ở đây tôi sẽ làm đường cong này cho thẳng lại và các đường cong này sẽ bị bè lại hoàn toàn để trông ảnh đứng và đẹp hơn. Tôi làm như sau, chọn đối tượng này, tôi giữ chặt chuột trái kéo qua đây, các bạn thấy có một cái đường cong chạy theo này. Tôi bỏ chuột trái ra thì lập tức ảnh bè lại và tiếp tục bên này cũng vậy. Chức năng này khá hay phải không các bạn, và thậm chí cả đường cong veo này, các bạn chọn chính xác kéo vào này, bỏ tay đây, lập tức đối tượng đã được bẻ lại hoàn toàn và rất là hợp lý. Đồng ý thì chúng ta có thể ok, hoặc các bạn có thể tùy chọn các cách tùy chỉnh như theo property hay auto. Cái này chúng ta có thể thử ra. Bây giờ tôi ok đồng ý, lập tức đối tượng của chúng ta đã hoàn thiện. Các bạn có thể sử dụng chức năng group để group hình, ấn lại và anh vô check vào đây. Bên cạnh đó chúng ta có thể chọn hình, tôi muốn bù lại những phần thiếu ở đây, do ảnh này khá xa những phần này mình có thể tương đối hoàn thiện thôi. Tôi kéo, các bạn vào edit view và chọn phần content aware, ok tôi cần chân d bỏ chọn, thì lập tức ảnh chúng ta đã hiển thị cách hoàn hảo và trông dễ chịu hơn rồi.